Trân Hải mến chào anh chị bà con mình gần xa đang theo dõi kênh Nhà Đẹp Trân Hải. Trân Hải cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con mình trong thời gian qua đã tin tưởng theo dõi kênh Nhà Đẹp Trân Hải cũng như tin tưởng mua nhà bên Trân Hải. Và cũng chính vì điều đó làm cho Trân Hải rất có một động lực rất là lớn để đi tìm những mẫu nhà mới nhất, nhà rẻ nhất, nhà đẹp nhất để quay cho bà con mình xem để mà tham khảo. Nếu bà con mình mà ủng hộ, nhớ ủng hộ cho Trân Hải bằng cách xin nút like cũng như là cho Trân Hải xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Trân Hải. Rồi sau đây là Trân Hải quay cho bà con mình chi tiết một cái khu nhà mới xây dựng luôn, gồm 24 căn luôn. Và nhà mình có diện tích ngang 4 dài cho 5, xây một lầu. Đó, được bán với giá đúng với ngay chủ đầu tư luôn, 450 triệu. Đúng 450 triệu, bà con mình có thể sở hữu được ngôi nhà và đất vĩnh viễn luôn. Nhà thì rất gần đây ra quốc lộ A sát bên. Và thêm một cái là gần tất cả cái chợ, trường học, các cấp nè, khu công nghiệp cho bà con mình có thể về muốn thay đổi một công việc cũng rất là ok luôn. Và sau đây Trân Hải mời bà con mình xem chi tiết trong căn nhà, căn gốc. Đây, nhà mình có địa chỉ C6, ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Mới Lức, tỉnh Long An nha bà con. Rồi, đây, trước khi vào nhà, căn nhà của mình là chủ nhà có làm cho mình cái lớp cửa hai cánh, cửa sắt gắn kính cường lực rất là chắc chắn nha bà con. Và đây là không gian căn nhà của mình luôn. Đó, căn nhà mình thì chủ nhà cũng đã ốp rất là sạch sẽ cho bà con mình rồi nè. Và đây là không gian bếp của mình. Chủ đầu tư, chủ nhà cũng đã trang bị cho bà con mình hai cái tủ bếp bằng gỗ nha bà con. Gỗ này là gỗ xanh, gỗ công nghiệp đã qua xử lý mối mọt rất là tuyệt vời luôn. Và có rất là nhiều ngăn cho bà chị bà con mình có thể mình để những vật phẩm mình nấu ăn bữa cơm hàng ngày cho gia đình này luôn. Rồi mặt bếp thì chủ nhà cũng đã ướp rất là sạch sẽ nè bà con, nhìn thấy đi, rất là sạch sẽ. Tường bếp cũng vậy luôn, ướp xuyên suốt hết cái căn bếp mình rất sạch sẽ cho anh chị bà con mình về mà có nấu nướng mình có dăng dầu mỡ rất là thuận tiện lau chùi luôn. Kế bên đây có cái bồn đôi rửa chén rửa rau bằng inox 304, nước thì rất mạnh nha bà con. Tiếp theo là đây là không gian, đây là cái không gian nhà cuối nhà mình có cái nhà vệ sinh cũng đầy đủ trang thiết bị, cửa là cửa nhôm kính mờ nha bà con. Tường bà con nhìn thấy đi, tường cũng đã ướp mút trên trần luôn, rất là sạch sẽ, cũng đầy đủ cho mình luôn. Nền thì chủ nhà, nền nhà vệ sinh chủ nhà cũng ướp gạch chống nhám cho bà con, chống trơn trượt luôn. Và kế bên đây chủ nhà cũng có chờ sẵn ống cấp và ống xả cô điện sẵn, bà con mình về lắp đặt một cái máy giặt ở đây là rất là tuyệt vời luôn, tận dụng. Còn ở đây kế bên đây tận dụng với khoảng không gian cầu thang chủ nhà để trống, bà con mình có thể gì để những cái vật dụng mà mình ít xài ha, thường xài để đây rất tuyệt vời luôn. Rồi ở đây có một cái cửa sổ nha bà con, đây bà con thấy đi, cái cửa lớn cũng có một cái cửa sổ để cho bà con mình khó không sắt rất là chắc chắn luôn. Bà con mà mỗi khi mà nóng lực mình mở cửa ra mình lấy sáng lấy gió cũng rất là tuyệt vời luôn. Và sau đây Trân Hải mời bà con mình lên tham quan cái lầu của mình. Như trước mặt đây bà con mình cũng nhìn thấy đây, tay vịn cầu thang lên lầu thì chủ nhà cũng là làm sắt hộp nha bà con, rất là chắc chắn luôn. Rồi từng bậc cầu thang thì chủ nhà cũng làm ở từng bậc sắt dĩ nha bà con, chứ phải như mấy căn nhà trước là chủ nó trước là sắt hộp, sắt vuông hộp, con này nguyên sắt dĩ, rất là thuận tiện cho bà con mình đi di chuyển lên trên lầu của mình luôn. Rồi sau đây Trân Hải mời bà con mình lên tham quan trên cái lầu của mình. Và căn nhà này Trân Hải đảm bảo giá rẻ nhất chỉ 450 triệu, bà con sở hữu được ngôi nhà và đất vĩnh viễn luôn. Sau đây là cái tầng lầu của mình quá là rộng bà con ơi. Cái nền thì chủ nhà cũng lớp gạch rất sạch sẽ cho mình luôn. Nói chung cái khu trên này bà con mình sinh hoạt ở dưới mà trên đây mình ngủ dư sức cho 4 người tới 6 người cũng quá tuyệt vời luôn. Và đặc biệt ở đây cũng có một cái cửa sổ nè, bà con nhìn thấy đi, cửa sổ đi, đây cửa sổ bằng nhôm nha bà con, để bà con có thể lấy gió lấy giếng trời tự nhiên. Đây cái khu này thì cũng có dân về ở nè bà con nhìn thấy đi, đó đường xá nội bộ mình cũng rất rộng rãi, lót rất là sạch sẽ luôn. Ở đây cũng có một số nhà về ở đây nha bà con. Rồi trần của mình là trần la phong thạch cao ở nguyên một tấm luôn, và tất cả hệ thống của mình là đều đèn led hết nha bà con. Rồi cuối cùng Trân Hải cũng cảm ơn bà con mà nãy giờ xem hết video của Trân Hải đó. Nếu bà con mà thấy quan tâm tới cái ngôi nhà giá rẻ này thì cứ liên hệ trực tiếp với Trân Hải qua số điện thoại 0937350039 để Trân Hải dẫn xem nhà trực tiếp. Còn kênh Nhà Đẹp Trân Hải chuyên giới thiệu những ngôi nhà mới nhất, nhà rẻ nhất và nhà đẹp nhất cho bà con mình xem để rồi tham khảo. Và rồi Trân Hải mến chào và hẹn gặp lại bà con.